Ngày 25 tháng 9, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án mua bán người và tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai tuyên phạt 4 bị cáo Vương Văn Thành, 36 tuổi, ngụ xã Phú Lợi, huyện Định Quán, 12 năm 6 tháng tù, Phạm Say Dinh, 33 tuổi, xã Phú Lợi, 8 năm tù, Trịnh Quốc Phú, xã Phú Lợi, 7 năm 6 tháng tù, Cao Sĩ Huy, 41 tuổi, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, 7 năm 6 tháng tù, cùng về tội mua bán người. 7 bị cáo khác phạm tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép cũng bị tuyên án từ 3 năm 6 tháng đến 7 năm tù giam. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai, từ tháng 2 đến tháng 6 năm 2022, Thành, Phú, Dinh, Huy sử dụng tài khoản ảo trên mạng xã hội, đăng tuyển lao động với mức lương thu nhập cao, lừa người Việt Nam đem sang công ty Bet365, công ty Casino Las Vegas, Sum Hotel, Casino và các công ty khác có trụ sở tại Campuchia do người Trung Quốc quản lý để bóc lột sức lao động. Trong đó, Thành hưởng lợi số tiền hơn 180 triệu đồng, Dinh hơn 420 triệu đồng, Phú gần 180 triệu đồng và Huy 27 triệu đồng.